33.375 khán giả đã có mặt tại sân vận động Gelora Bung Karno để theo dõi trận đấu giữa Persija Jakarta và Besiktas Tangerang tại vòng 21 Liga 1 Indonesia mùa giải 2023-2024. Đã khá lâu rồi Persija mới trở lại sân vận động Gelora Bung Karno, chính vì vậy các cổ động viên của đội bóng này tỏ ra rất hào hứng. Các gia mania, biệt danh của cổ động viên Persija đã tạo nên không khí cực kỳ sôi động trên khán đài Gelora Bung Karno. Họ liên tục hát vang bài hát truyền thống của đội bóng yêu quý. Dù trận đấu kết thúc với kết quả không như muốn, khi Persija để Besiktas cầm chân với tỷ số 1-1, nhưng điều đó không làm giảm đi độ cuồng nhiệt của các cổ động viên đội nhà trên các khán đài. Persija Jakarta dự kiến tiếp tục chọn Gelora Bung Karno làm sân nhà ở các trận đấu tiếp theo. Gần nhất sẽ là trận tiếp đón PSS Leman vào ngày 16 tháng 12.